Sang xin chào ông bà cô chú. Mấy hôm nay nhà Sang có việc á, nên là Sang hơi bị stress một chút á. Và mạng thì cũng không có lên được nữa, nên là Sang cũng không thông báo được cho cả nhà mình ấy. Thì mong ông bà cô chú, anh chị và các bạn thông cảm cho Sang. Và Thái Lực thì cũng đi làm suốt á. Hôm nay Sang mới mua được một gói cước á. Kiểu là bên này lên mạng, bên YouTube thì phải mua thì mình mới lên được á, mua cái mạng trung gian đấy cả nhà. Đó thì hôm nay sao mới mua được và mình đăng nhập lên thì mình mới lên được á. Thì mới lấy nhau mà Nhìn nhẹ đây chị. Đấy. Mình xem là mình chim nhẹ chuyện mà. Nhìn khi này ví dụ á. Thì về đi đâu rồi chảo sao? Thấy đây ra. Thấy thấy đây mà. Hôm nay mẹ chồng Sang bà lại khó chịu nên là lên thành phố kêu Thái Lực đưa bà đi bệnh viện chụp xem là lại có vấn đề gì không ấy. Mấy hôm nay thì lại thấy mệt nữa. Cái bệnh của mẹ chồng Sang thì cứ khỏe được một thời gian, sau đó là lại phát ra bệnh khác, lại tiếp tục uống thuốc rồi có khi mà nặng hay lại phải nhập viện và điều trị. Ở dưới quê thì máy móc nó không có được đầy đủ nên là khi mà muốn khám hay là lấy thuốc là mẹ chồng Sang đều lên trên thành phố để lấy. Nhiều khi mà cần Thái Lực ấy, đưa đi thì Thái Lực sẽ xin nghỉ và đưa mẹ đi. Trên thành phố khám bệnh người thì rất là đông mà hai mẹ con đi cả buổi sáng mới hẹn được lịch là ngày mai mới được khám ấy ạ. Về đến nhà thì cũng 12 giờ trưa rồi.你怎么这么懂事了呢？四岁，四岁懂事了。二十四岁，五岁。你不是五岁吗？哎，女的，这是？我几班了？快点，没过年。 Sa mời ông bà, cô chú, anh chị và các bạn cùng ăn cơm với gia đình của San ạ. Ăn
Thôi, tôi xong rồi. Mẹ chồng San qua đây khám bệnh á, rồi lại về dưới quê chứ không ở trên đây lâu ông bà cô chú ạ. Đi chụp chiếu này, rồi xét nghiệm thì cũng phải mấy ngày mới lấy được kết quả. Thì để Thái Lực đi lấy hộ. San có nói với mẹ là đã lên đây rồi thì chơi một vài ngày rồi về, nhưng mà mẹ nói là về quê còn có việc á. Đang ở dưới quê phụ họ cắt vải để họ may ông bà cô chú. Phải về gấp.这个虾子虾皮我不能烧了的呢，就算炒起，我得炸，炸一个做点一炒，喷点，搞点二十多的一喷，那个起司底都干，白做不呀？买了白做不呀？不能烧，烧老了呀？对，烧老了呀。 你什么鞋子啊？ 这虾呢？虾都死了呢，不吃饭明天就没得吃。妈呀！我操！啊？这年轻人吃饭能吃的。 爸爸来不来的？我不来怎么了？你们吃的怎么样？晚的。他不上来的。嗯，这啥子？要来洗，洗。你洗的是差不多的，我的蛮多。啊，我没洗几个，我跟你说。 Video của San đến đây cũng là kết thúc rồi. San cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã luôn yêu thương và ủng hộ cho gia đình của San ạ. San cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video lần tiếp theo nha. Tạm biệt ông bà, cô chú, ông bà, cô chú ngoan. Thơm nào. Thơm một cái.